Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi Mùi tháng 8 âm lịch năm 2020 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Trong cái tháng mới này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi có rất nhiều bí ẩn đang đợi bạn khám phá. Nhưng bạn đừng chỉ chờ cái vận may mà thay đổi số phận, bạn hãy nên dựa vào chính bản thân mình nhé. Về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Mùi trong tháng này vẫn có những bước phát triển tích cực. Tuy nhiên về phương diện tình cảm của bạn lại lên xuống thất thường đó. Trong công việc với bạn tuổi Mùi, có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài cái thử thách hoặc là nội dung công việc mới. Nhưng về tổng thể, bạn vẫn có thể tự dựa vào cái khả năng của chính bản thân mình để giải quyết và hoàn thành chúng đó. Trong tháng mới này, đối với những bạn làm trong những cái lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, tài chính, bất động sản, có thể đạt được những cái thành công đáng kể, đồng thời xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao có lợi, tạo cái nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai của bạn về sau này nữa nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch này, bản mệnh đang có cái dấu hiệu phai nhạt do bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không chú ý tới gia đình và người yêu. Chính vì thế, bạn cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn, vì tình cảm vốn luôn quan trọng hơn tiền bạc đối với bạn tuổi Mùi nhé. Tháng mới này đối với bạn tuổi Mùi, bạn đang chịu ảnh hưởng của thiên nguyệt là hung tinh. Cái điều này làm cho sức khỏe bản mệnh không được tốt. Một phần là do tâm bệnh, khi bản mệnh thường xuyên lo lắng thái quá trong cái thời gian này. Về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch này, thiên tài ghé thăm dự báo cho bạn tuổi Mùi có tiền bạc vô cùng là dồi dào. Bạn tuổi Mùi có nhiều cơ hội đang tới với mình, nhưng đừng vì thế mà vò vập, việc gì cũng cần có thời gian suy tính và nghiên cứu kỹ càng hơn bạn tuổi Mùi nhé. Con đường quan lộc của bạn tuổi Mùi đang rộng mở trước mặt bạn, vì thế đừng vì bất kỳ cái lý do gì gây cản trở bước tiến của bạn trong thời gian này đó. Có rất nhiều bí ẩn đang đợi bạn tuổi Mùi khám phá trong tháng 8 âm lịch này, nhưng đừng chỉ chờ cái vận may mà thay đổi chính mình bạn tuổi Mùi nhé. Trong số đó, tiềm lực của chính bạn khi phải đương đầu với những thử thách hoàn toàn mới, cái cơ hội học tập, tăng cường kiến thức có thể đến vào giữa tháng với bạn đó. Và bạn tuổi Mùi, nếu như bản mệnh quá chủ quan thì việc không nắm rõ được những cái điều đang diễn ra xung quanh bạn, đó là cái lý do bạn cảm thấy rằng mình đã bỏ qua một cái mảnh ghép vô cùng là quan trọng về bức tranh toàn cảnh cho tương lai của mình. Tuy nhiên, bạn tuổi Mùi cũng đừng vì thế mà lo lắng cái điều gì cả. Sau thứ hai bạn thì sẽ lấy lại được sự cân bằng với bạn thôi đó bạn nhé. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch này, cái tháng này đối với bạn tuổi Mùi không tốt cho cái vận trình tài lộc của bản mệnh. Vì thế, bạn tuổi Mùi chớ làm liều vì bất cứ cái lý do gì, việc đầu tư kinh doanh với bạn không thể nóng vội. Cái điều này sẽ dễ hỏng việc vì cái sự thiếu hiểu biết của bạn đó. Và bạn tuổi Mùi, bạn nên tìm cách đảm bảo không chi quá nhiều cho những cái việc không nên ngoài dự tính, vì chúng làm hao mòn dần cái đồng tiền trong túi của bạn. Đến cuối cùng, bạn sẽ chẳng biết mình đã làm gì mà hết tiền đâu đó bạn nhé. Trong tháng mới này, đối với những bạn làm công ăn lương, nếu có ý định tự kinh doanh thì cũng không vội nghỉ việc. Vì khi bạn mất cái nguồn thu này, sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của bạn khá chi là nhiều. Nếu có thể, bạn nên làm hai việc song song tới cái thời điểm thích hợp thì mới chuyển đổi hẳn sang cái lĩnh vực mới bạn nhé. Về phương diện tình duyên của bạn tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch này, đối với cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Mùi, những bạn còn độc thân không quá quan tâm tới cái việc mình
đi tìm một nửa trong thời gian này vì bạn đang quá tập trung vào các khía cạnh khác trong cuộc sống như công việc, bạn bè, đồng nghiệp. Đó là cái lý do bạn chưa thể có cái bước tiến nào đáng kể trong cái chuyện tình cảm của mình trong tháng này nhé. Hơn nữa, với bạn tuổi Mùi, bạn khó tính trong cái chuyện tình cảm, cho nên mới lắm mối tối nằm không. Nếu chính bạn không thay đổi, không mở lòng mình ra thì rất hiếm có cái cơ hội để thay đổi tình hình hiện trạng với bạn. Tháng mới này, đối với những cặp đôi đang trong cái mối quan hệ, cả hai phải thực sự đặt đối phương lên trước những cái sự lựa chọn khác. Nếu anh ta không làm vậy, đã đến lúc bạn nên rời đi bạn tuổi Mùi nhé. Riêng đối với các cô gái tuổi Mùi, mặc dù có thể tha thứ cho bạn trai trong một vài cái trường hợp, nhưng nếu anh chàng thường chọn đi chơi với bạn bè thay vì gia đình và người yêu thì tốt nhất là bạn nên chấm dứt cái mối quan hệ này, không nên dành thời gian cho một người không tôn trọng cũng như là không quan tâm đến mình nữa. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Mùi trong cái tháng 8 âm lịch này, trong tháng 8 này bạn đang chịu ảnh hưởng của sao Dịch Mã chiếu mệnh, chủ về cái sự di chuyển. Trong cái tháng trung thu này, dự báo cho bạn tuổi Mùi sẽ khó có thể yên ổn một chỗ, lịch trình của bạn đi lại có thể dày kín và bạn không có cái thời gian nhiều để nghỉ ngơi đó bạn nhé. Và lúc này với bạn tuổi Mùi, bạn nên bảo đảm vấn đề sức khỏe vì di chuyển nhiều ngoài nắng khiến cho bạn thường xuyên bị mệt mỏi và mất nước. Bạn nhớ mang theo nước bên mình để thường xuyên bổ sung. Ngoài ra, đi lại nên cẩn thận, quan sát, đảm bảo an toàn giao thông, nếu không dễ vướng phải tai nạn lắm đó bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi nên có quan điểm đúng trước khi muốn thực hiện cái chế độ ăn để đảm bảo cân phù hợp. Nếu bạn nhịn ăn sẽ có nguy cơ dẫn đến nhập viện do thiếu hiểu biết về dinh dưỡng đó bạn nhé. Nếu có thể, bạn hãy tìm người hiểu biết để xin lời khuyên để có được cái chế độ chăm sóc bản thân mình được tốt hơn đó. Và bạn tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch này, bạn có thể có cái chế độ ăn đầy đủ các nhóm chất bao gồm chất xơ, protein. Bạn hạn chế ăn cơm thay thế bằng tinh bột từ khoai lang, hoặc ăn uống đủ chất giúp cơ thể của bạn có đủ năng lượng hoạt động tập thể dục, tránh tình trạng đuối sức, dễ nản chí và bỏ cuộc với bạn lắm đó bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi á, để có cái vận trình được tốt hơn thì đối với bạn tuổi Ất Mùi thuộc kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức, khẩu quyết vướng nhiều sai sót có đạt được mục đích đề ra, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Tiểu Nhân, tuổi Tuất, tuổi Thân, may mắn màu nâu, màu vàng. Hai, tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu, khẩu quyết không nên chạy theo xu hướng, bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, Tiểu Nhân, tuổi Thìn, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh. 3. Tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, nam Vân Hán, nữ La Hầu, khẩu quyết mất nhiều thời gian cho công việc, không muốn mở lòng với người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, Tiểu Nhân, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu xám, màu cam. 4. Tuổi Tân Mùi thuộc thổ, nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức, khẩu quyết bạn không nên suy nghĩ tiêu cực, gặp khó khăn cũng bình tĩnh giải quyết. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, Tiểu Nhân, tuổi Tý, tuổi Thìn, màu sắc may mắn cà phê, màu nâu. Tuổi Quý Mùi thuộc mộc, nam mộc đức, nữ thủy diệu, khẩu quyết bạn nên quan tâm tới nửa kia của mình hơn, không nên tin theo cái lời bàn tán của người ngoài. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tỵ, Tiểu Nhân, tuổi Tuất, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu xanh, màu đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.